Là câu hỏi của bạn Nhung Phạm này em muốn hỏi là heo lái đang mang bầu mà tự nhiên ăn kém gây gầy đi không rõ triệu chứng gì cách khắc phục như thế nào thì cái việc đầu tiên đấy là bạn Nhung Phạm hình dung lên này khi mà con heo của chúng ta mà nó bỏ ăn đấy thì chắc chắn nó phải đi tiến theo một cái quy trình là sưng nóng đỏ đau có nghĩa rằng là nó phải có một cái viêm nhiễm một cái yếu tố bất thường gì đấy nó sẽ làm cho con lợn bỏ ăn vậy thì chúng ta sẽ điều trị theo triệu chứng thôi còn lại thực ra À, chúng ta không phải là máy siêu âm chúng ta có thể chuẩn đoán chính xác được thì điều về đầu tiên bạn làm như sau này con lợn mà nó không ăn được thì đương nhiên nó gầy đi rồi chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tiêm cho nó thuốc bổ cộng với hạ sốt đấy là việc đầu tiên thế thì có nhiều người sẽ nói hỏi rằng là thế con lợn thì tôi nó có sốt đâu mà tiêm hạ sốt thì xin thưa với toàn thể quý anh chị em này theo một cái quan điểm cá nhân của phạm xuân trịnh ấy, ví dụ trong cái chai dịch chiết anagin của phạm xuân trịnh này nó có tác dụng tiêu viêm giảm đau hạ sốt vậy thì nhà sử tôi chẳng hạn tôi không sốt nhưng tôi bị đau à, tôi không sốt nhưng tôi bị viêm nó bình thường thì, thì chúng ta sẽ tiêm cho nó là thuốc bổ cộng mới là thuốc tiêu viêm sau khi thuốc bổ với thuốc tiêu viêm xong rồi chúng ta sẽ tiêu kháng sinh để con heo nó ăn uống trở lại bình thường à, đấy đấy là một cái nguyên tắc cơ bản như vậy tuy nhiên con heo nái mà đang mang thai ấy, thì chúng ta cần phải tiêm ăn thai cho nó kẻo tiêm kháng sinh nặng liều quá hoặc một cái số cái chất như là sa hay là sulfa hoặc là florphenicol nó gây kích thích kích ứng làm cho ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của nó vậy thì cái phác đồ ở đây dành cho bạn là uh, nhung nhá bạn uh, nhung phạm là đầu tiên chúng ta sẽ tiêm an thai sau đó thì bạn sẽ tiêm thuốc bổ cộng mới là thuốc tiêu viêm hạ sốt sau khi tiêm xong thuốc bổ cộng thuốc tiêu viêm hạ sốt thì chúng ta sẽ tiêm kháng sinh để chống kê phát thì đây là một trong những cái phác đồ thường niên tôi hay sử dụng tuy nhiên ngày xưa ấy, vẫn có một số anh chị em họ đang sử dụng uh, thêm một cái phác đồ nữa là nếu mà con lợn mà tiêm mãi là không ăn thì họ sẽ sử dụng biện pháp truyền nước uh, thì vựa pháp này tôi thấy cũng vẫn được tuy nhiên là uh, uh, nếu mà bạn biết truyền thì bạn mới truyền được chứ còn không biết truyền thì làm gì truyền được đúng không thì, thì cái đấy thì bạn uh, sẽ tự cân đối nhá thì uh, tôi cũng không biết là phải nói như thế nào với bạn cả nhưng mà cái phác đồ điều trị nó như vậy Và cảm ơn bạn nhung uh, nguyên đã đặt uh, câu hỏi đến đây nhá uh, nếu mà bạn đang xem uh, Livestream của chúng tôi trên kênh YouTube thì bạn có thể chia sẻ cái livestream này ra cho nhiều người nhận được kiến thức hơn nha. Xin cảm ơn.